Các bạn nhớ nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé. Và đừng quên click vào hình cái chuông để theo dõi những video mới nhất. Từ từ đã, năm ngoái làm sao, bạn kia? Năm ngoái em nhờ thầy làm cho em cái phép buôn bán đó, năm ngoái. Là em nhờ thầy coi em với chồng em, xong rồi thầy nói em có cái số, cũng như là cái đường gì, cái đường số cao gì đó, sống với chồng khó thuận được. Nói chung nội dung thầy nói là đại khái là vậy. Cho nên làm cái phép cho vợ chồng sống nó mới được già lâu, nếu thôi là cũng chia tay nữa. Xong rồi làm cái đó, chứ thầy làm cho em cái phép buôn bán. Thì em thấy tới Tết thì buôn bán, cái dịp Tết thì không biết là do Tết mình buôn bán được hay là giờ cái phép thì em cũng như chắc là cả hai. Rồi, có nghĩa là năm ngoái mình thỉnh phép cho vợ chồng bạn. Rồi thứ nhất là vừa hóa giải xung khắc vợ chồng. Đấy, để cho vợ chồng không xung khắc nữa. Và lại giúp đỡ cho bạn ấy cái công việc làm ăn, thỉnh phép cho công việc làm ăn nó thuận lợi hơn, đúng không? Bây giờ nếu mà thầy nhờ, em muốn thỉnh thêm cái phép làm ăn nữa. Tại vì cái nói chung là bán thì cũng được, nhưng mà nhiều khi có khi thì mình bán được lắm mà có khi mình cũng không bán được, cho nên em muốn cho nó ổn định tí á. Rồi ổn định thì thỉnh phép mới trong năm nay nhé. Ổn định rồi thì có nghĩa là cái phép nó gần hết tác dụng rồi. Đấy, từ năm ngoái nữa. Em lục lại tin nhắn là em thấy tháng 6 đó, ngày 19 đó. Tháng 6 ngày 19. Tháng 6 ngày 19. Vậy bây giờ là ngày 30 tháng 5 rồi, đúng không? Gần 1 năm sau khi tỉnh phép, đúng không? Thì bây giờ phép nó dần dần nó tác dụng nó hết rồi. Thì bây giờ bạn thấy công việc làm ăn nó bập bõm. Nhưng mà mình hỏi này, từ khi đấy bạn thỉnh cái phép của mình xong đấy, thì thấy tự nhiên công việc nó tốt hơn, nó may mắn hơn, đúng không? Thì thấy nó cũng thuận lợi hơn. Đấy, khách hàng là tìm tới mình nhiều hơn, đúng không? Đơn hàng nhìn đông hơn hồi lúc trước. Thế bây giờ là đúng một năm rồi, bây giờ thì chỉ cần gửi thông tin là mình làm lại cho thôi, mình sẽ gửi qua bên đó cho. Dạ.